Đức xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Có thả chó không đấy, cu? Hả? Thế chó đâu rồi? Hả? Không thả đâu à? À, gặp mấy thanh niên này. Quan thầy không? Ôi, quan thầy không? Anh đi đâu rồi? Hả? Quan thầy không? Ôi, chó kìa. Quỳnh đi đâu rồi gái? Hả? Quỳnh ấy. Quan thầy không? Anh Vân đi đâu rồi? Anh Vân ở nhà. Anh Vân ở nhà à? Đấy, đừng có kéo áo lên. Quan thầy không? Chú cho thầy này. Anh Vân ở nhà làm gì? Đây cho mấy người một cái này. Ăn thay không? Hả? Nhưng mà biết xin không? Biết xin không? Ôi rồi, cổ này còn đeo dây. Hôm nọ bảo cái tên là gì ấy nhở? Min à? Bình à, tên là Bình đúng không? Đây chú cho này. Cho hai cái luôn nhá. Xin. Xin chú. Mày đứa kia có lấy không? Hả? Có lấy thay không? Được bạn kêu lấy không? Ra đây, chú cho này. Hả? Không lấy à? Có vẻ như là... Đây, ra đây chú cho này. Đấy. À, khá là ngại đấy cậu bác. Đây. Cháu xin. Rồi, cháu xin là được rồi, không phải xin nhá. Bình ơi. Bình. Đi nhà Bình đi nhở. Đi nhà Bình ơi, nhà Bình ở tận đâu? Ở kia là tận đâu? Hả? Ở kia là tận đâu? Chạy từ từ thôi. Ôi ôi. Không đi dép à? À thưa các bác, vừa rồi thì cháu Lực có lên trên nhà của em ba anh em là em Mìn với lại em Chùa với lại em Quỳnh các bác. Nhưng mà không có ở nhà, tiện thể là qua một cái khu bản Mông đấy các bác. Ở đây thì có rất là nhiều bạn nhỏ, nhưng mà hầu như là còn khá là ngại. Đâu, nhà Bình là đâu? Nhà Bình là dưới kia à? Thế anh Vân có ở nhà không? Anh Vân có ở nhà à? Ôi ôi, đây có nhiều bạn nhỏ đây. Không mặc quần áo à? Lấy thạch không ra đây, đây chú cho thạch này. Đây chú cho thạch này. Có lấy thạch không? Thằng kia còn không mặc quần chứ nhở? Thưa cô bác, phía bên này là nhà của em Vân của bác ạ. À đây là vợ Vân kia đúng không? Thấy không? Ra đây. Ra đây chú cho này. Thanh niên này không mặc áo à? Hả? Ra đây chú hỏi. Đây là em gái của mình đúng không? Em gái của Vân đúng không? À nét mặt rất là giống Vân. Thế bạn nhỏ này cũng phải đúng không? Phải. Phải, biết nói tiếng phổ thông rồi đấy nhỉ. Anh Vân đâu? Anh Vân đi đâu rồi? Đây. Đây này, bạn gái này. Nào kia có một bạn gái nữa. À kia là được rồi đúng không? Vân về đây tầm ạ. Vân đó lề. Vân bóng nào á? Tầm ạ. Bà lán mắt lăng bóng nữa này bắn rồi. Nhưng nó cảo mà thèn y bình nữa này. Tầm ạ. Thầy cũng chắc là các bác theo dõi được những thức phim thì không có xa lạ gì với lại em Vân đó thôi. Em Vân thì cũng là một người bạn của Sử, trước cũng trở vào điệu cho Lực rất là nhiều. Sau Lực Sử đi vào nhà của em Vân một tí đã. Bạn nhỏ kia là còn không có mặc quần kìa. Chạy rồi. Dân này dân là tầm an đấy ra. Ôi tao lắng lên láng mày tầm an này à. Ôi dồi. Đấy, có vẻ lăng mà tầm mát mới tìm má mấy à? Mì đi phúc bay. Đấy, thưa các bác, mùa này thì ở trên vùng cao thì rất là sợ của bác này. Đằng sau tà ly nếu mà không đào rộng hay là đào nó thành cái hổm ấy thì là rất là dần đến cái việc mà nó bị sạt lở như thế này này cô bác này. Đây thì chắc là trong nhà là bị, không biết là bị tràn hết vào nhà không? Thử hỏi mẹ của Vân nữa nào. Ở trong nhà kia thì có bị tràn vào không? Hả? Bình? Đi dân năm thật lúc về dù vào tầm mát? Vừa đây là cô đang chuẩn bị là sắt gạo này.
โอ้กระดูกไปไหมเนาะมันก็ไปดีเนาะเขาเนี่ยเอาไปขายเท่าจีนไหมจีนเจ๊จีนนี่นะแต่ละโอ้ยนึงนี่นึงเนาะบุษเตอร์เนาะแต่มาเนาะบุษเตอร์ก็ผักซาดาแต่มาเนี่ยนาของฝันดีก่อนนะคุณก็ตื่นก่อนกันไหนเลยก็ว่านาของมีนาของบิงนาเอ้าเอ้าเขาไปเป็นไหนอ่ะเขาไปยานไหนอ่ะไปที่เดือดชัวร์ชั้นยาเนาะเดือดชัวร์ชั้นยาเนาะvừa rồi thì cháu lực có nhìn thấy là đằng sau nhà cái bị sạt đấy các bác, ôi, chỗ này là cũng bị nhà của Vân thì khá là rộng rãi các bác ạ, ui rồi, có vẻ như là đại gia trong thôn đấy các bác, nếu đấy cho khâu cá nào má, khâu cá nữa nè, ôi, khâu cá á, ôi tằng tằng má đây lái tay rồi nọ, biếu biếu đây chỉ tiếp tay à tằng má, biếu hà tiếp tay, à thế là một năm là làm được là 50 bao gạo các bác, 50 bao gạo thì có lẽ là cả nhà là đủ ăn. Đấy, quay trở lại với câu chuyện mà vừa rồi bị sạt đấy các bác này. Đằng sau thì bị như kiểu là nước nó tràn hết vào trong nhà này. Đấy, rất là may là không có bị tràn nhiều. Anh Vân đi đâu rồi Bình? Hả? Anh Vân đi đâu rồi? Không biết á? Thế này bảo đi làm ruộng này. Làm cái ngôi tử nè. Anh Vân đi đâu? Không biết à? Rất là ngại nói cô bác. Đây là vợ của Vân đúng không? À không phải. Là em của Vân đúng không? Em của Vân thì cũng xinh gái. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 15. 15 tuổi à? Anh Vân thì lấy vợ rồi đúng không? Thế là cả hai vợ chồng anh Vân là đi làm rồi à? Không phải đâu. Vợ đi mẹ vợ rồi đấy. Thế là hôm nay là gia đình mình không đi đâu làm gì à? Có. Có à? Ừ. Hôm nay công việc gia đình mình là hôm nay là đi làm việc gì? Đi làm những cái gì? Đi trồng lúa. À đi trồng lúa, thế trồng hết chưa? Rồi. Rồi à? Nhà của mình, nhà mình thì một năm thì thấy mẹ bảo là được 50 bao thóc à? Thế chứng tỏ là ruộng nhiều đấy nhà. Không biết đâu. Không biết á, không đếm được à? Vừa đấy bạn nào chưa cho thạch nhỉ? Nhỏ nhỏ này. Bạn kia là cho rồi đúng không? Đúng. Thế là nhà mình là có mấy anh em? Tất cả. Tất cả là bao nhiêu anh em? Tất cả nhà. Ừ. Là 11 người, là cả mẹ cả bố à? Không phải đâu, con thôi. Là thế là mình là có 11 anh em đúng không? Ừ. Thế đi đâu hết rồi hôm nay á? Năm chị đi lấy chồng rồi à? Thế là bây giờ là còn năm bạn này là chưa lấy vợ lấy chồng đúng không? Thế là mẹ, đây là mẹ đúng không? Đúng. Mẹ sinh năm bao nhiêu? Tám á đây chỉ tiếp bí à? Mày sinh sáu bí. Tỷ tiếp sáu bí á? Thế là 46 tuổi là có là 11 người con. Ui, thế là cũng khá là nhiều đông con đấy nhỉ? Đấy. Đây là Bình các bác ạ. Bình thì bạn này rất là lì, nhìn về khuôn mặt đấy. Thế là bố mình đi đâu rồi? Bố ấy. Bố đi lấy rau trâu. Bố đi lấy, đi cắt cỏ à? Ừ. Thế bố năm nay thì được bao nhiêu tuổi? Cũng được 47. Được 47 à? Ừ. Thế là hơn mẹ có 1 tuổi thôi à? Ừ. Anh nhìn vào cái khuôn mặt thì ai cũng giống em Vân rất là nhiều. Có đi chơi không? Có đi xuống ruộng chơi không chú không? Có đi vào ruộng kia không? Ngôi nhà này thì mới làm hả em? Làm lâu rồi. Làm lâu rồi à? Thế là trước là gia đình mình là ở trong ngôi nhà thế này à? Anh vào nhà một tí nhá. Vào trong nhà thì thật sự ra cô bác ạ, nếu mà như ngôi nhà từ làm từ thời xưa rồi thì hầu như là nhà nào cũng làm bằng phần trình tường hết, và cái cánh cửa đi vào thì khá là nhỏ. Đi vào trong nhà thì phải nói là cực kỳ là tối. Ôi, chuẩn bị nấu cơm rồi à? Hả? Phải không? Phải. Thế là ai là ở nhà là nấu cơm? Chị. Chị à? Là chị là em áo xanh đúng không? Đúng. Thật sự vào trong nhà thì rất là tối này các bác này, không có một cái bóng đèn nào.
Thế là buổi tối là ai ai ngủ ở nhà bên này? Ấy, có điện rồi. À, thế là bạn gái kia cắm điện từ trong nhà vào à? Buổi tối thì ai ngủ ở bên này? Bố. Bố à? Bố với mẹ. À, bố với mẹ là ngủ ở nhà nhà bên này à? Thế còn các em là ngủ ở đâu? Các em ngủ nhà bên kia à? Ồ. À, thế là bố với mẹ là ngủ ở ngôi nhà cũ của bác ạ. Và con thì ngủ hết ra phên ngôi nhà mới kia. Thế là Bình thì năm nay được bao nhiêu tuổi rồi Bình nhỉ? Em năm nay được bao nhiêu tuổi? 5 tuổi. 5 tuổi à? Thế còn bạn gái năm nay được bao nhiêu tuổi? 8 tuổi. 8 tuổi. Thế còn bạn bên này? 10 tuổi. 10 tuổi à? Ồ, 5, 8. Cũng khá là gần nhau cô bác. Ở trong nhà thì hầu như là nhìn thấy là không biết là có để ra nhà bên kia không. Đấy, nhưng mà nhà bên này thì nhìn vào là không có cái món đồ nào mà thấy giá trị cả. Ngoài những cái nồi này, những cái chậu này, nồi niêu xoong chảo ra thôi. Đây, có lẽ là một ngôi nhà mà ở trong ngôi nhà bé này của bác này rất là đông người, cho nên là làm lại ngôi nhà mới một chút. Bye bye nhá. Bye bye. Bye bye, bye, bye. Thế là hai mẹ con như này là phải là thổi qua gạo một chút cô bác ạ, để cho nó không có bị nhiều cái vỏ thóc quá. Ôi, tao má vào càng xứ đây má, tóc này nào mày. Cái này thì hầu như là quay bằng thủ công đấy các bác ạ, vẫn còn dùng bằng tay thôi. Bình có đi với chú không? Đi, đi với anh không? Đi xuống cái kia một tí nhỉ? Đây thì cháu được nhìn thấy là hàng rào ấy, hàng rào ở xung quanh nhà các bác ạ. Là rào tất cả hoàn toàn là rào bằng tre thôi. Đường này ra bên kia có được không hả em? Có. Có à? Bình đi với anh không? Đi không? Đi tí chú cho Thạch. Đi, đấy. Đi trước đi, cho bạn nhỏ này là dẫn đường. Hôm nay sẽ đi vào từng cái ngôi nhà một cho các bác nhé. Hôm nay thực sự ra không có cầm được theo phải la cam, cầm được theo phải la cam thì cho các bác xem một cái ngôi làng nhỏ trên vùng cao, ngôi làng Bản Mông đấy. Ồ, ra phía bên này là chắc là khu để mà bên này thì có một cái giường này, cũng như là có thêm là một cái một chỗ để mà nấu cơm nữa. Có lẽ là đây là đây là chỗ của anh Vân ngủ à? À, thế là hai vợ chồng trẻ là ngủ đây này. Vân thì năm nay cũng khá là trẻ thôi các bác, chưa được 20 đâu. Cái này là để cho con gì ấy? Con bò. À, để cho con bò à? Để đeo cổ của Bình được không? À, đây thì có một cái hòm nữa, hòm này chắc là bên ngoại là mua cho. Chỗ này là hai vợ chồng trẻ là ngủ sang bên này của bác. Cũng biết là bố mẹ đã chia cho chia đồ chia đạc cho nó không, nhưng mà nhìn thấy là có một cái chảo này, một cái nồi, một cái chậu nữa. Anh Vân là tự tự ăn cơm à? Đấy. Ồ, thế không ăn cơm cùng với bố mẹ nữa à? Không. Ồ. Thế đi, mình đi. Bye bye nhá. Bye bye. Rồi bye bye. Bye bye. Bình ơi đi Bình. Bình đi với anh không? Ở dưới kia còn có thêm là vài ngôi nhà nữa cô bác ạ. Ở đây thì nhìn một cái khung cảnh mà rất là đẹp. Nếu mà như một số cô bác nói rằng là chỗ này là một cái chỗ mà rất là bình yên. Đấy, nhưng mà thực sự ra chỉ bình yên với những người mà người ta có tiền. Còn đối với bà con ở trên vùng cao thì đó là một cái khung cảnh mà rất là bình thường thôi. Đi Bình. Đấy, thanh niên này thì cho đi trước dẫn đường để mà một tí sẽ trả cho công để trả cho kẹo. Bye bye nhá. Bye bye. Rồi bye bye. Ruộng của nhà Bình là ở đâu? Ở kia. Ở kia, đây có phải không? Phải. Phải à? Bình có dép không? Có à, đây chú đeo cho cái này này, chú đeo cho cái này một tí này. Bạn này thì cô bác này ở trong đây thì đeo một cái vòng này thì là vòng hình như là bằng
inox hay sao ấy. Đây có một cái chìa khóa nữa, chìa khóa này chắc là chìa khóa nhà. Hãy đi đi nhá. Đấy. Ngô à, hình như là đây là ngô nếp hay sao đấy. Ở bên này là nhà ai đấy? Nhà bà. Nhà bà à? Thế nhà bà là ở đây à? À thế đi vào xem nào. Đây đi vào nhà. Đây là nhà bà của ai? Nhà bà của Bình đúng không? Phải không? Hay là nhà bà của Vân? Không à, hình như là không biết trả lời các bác ạ. Ồ thế là trồng ngô rất là nhiều các bác. Biết là đây là ngô nếp hay là ngô tẻ nữa à, rất là cao. Đây là hoàn toàn là giống ngô ở trong bản thôi. Đấy, một cái khung cảnh buổi chiều rất là mát mẻ. Bé em đi về đi, em không mặc quần đấy. Thì bé em đi về đi. Bye bye nhá. Bye bye nhá. À, bạn nhỏ thì ở đằng sau thì không mặc quần thì ra là ghi hình rất là khó. Ông bà, đây là ông bà của Bình à? Ồ. Ông bà của Bình có chó không ấy? Không. À, đối với cháu Lực là đi mỗi lần mà đi vào một ngôi nhà đấy là rất là ám ảnh của bác ạ. Ồ. Củi thì thấy là ông bà thì lấy được rất là nhiều. Chắc là ông bà thì cũng còn khá là trẻ thôi. Bởi vì bố mẹ của em Vân là năm nay mới có được 40 mấy thôi, nhưng mà đẻ tới rất là nhiều người con. Ông bà đi đâu rồi? Ông bà là không có ở nhà rồi nhờ. Đấy, phía bên này là có hai con lợn này các bác này. Hầu như là lợn là đối với lại bà con ở trên vùng cao thì để mà có cám có cỏ cho ăn đấy rất là ít. Hầu như là chỉ ăn những cái cây cỏ dại thôi. Ở bên này có đường nào đi xuống không? Ra phía bên kia thì có mặt. À, ba là đây à? Có con này tầm á? Có con này tầm á? Ờ. Bà nó mà quay phim học nhau yếu chị bà. Bà có tỏ ở dân chứ? Ờ, ông nè. À. À, thế là ông của Bình là không có nữa à? À, thế là chỉ có mỗi bà thôi à? Thế là ai ai ở ngôi nhà này với bà? Có ai ở với bà không? Không. Không á? Tà má của mình cơ ta dù ná? Ồ. Ồ, hắn chú bà tập bóng mình vân mà ta dù đó lê. Hả? À. Tà má đây chỉ thiết bí á? À, thế là được 7 mấy tuổi rồi cô bác ạ. À, tập bí dân nó bà nó, lắng bài yếu rồi nó. Lắng bài yếu nó. Tí này tí vai nái á? Ồ, thế là bà là vẫn còn nuôi thêm hai con trâu nữa cô bác này, năm nay 70 tuổi mà nuôi tới tận là hai con trâu liền. Nay ở nhà hết là nay nè. Nay ở nhà ủy ba. À. Ô bố bà có to cái trứng thì vai lại tiếng nổ. À, trứng từ tóc chứ? À, mi tú này cái tú lăng Vân đó. À, thế là cô bác của bác là một con là con của nhà Vân, là nhà em Vân là sẽ ra đây mà cắt cỏ để cho con trâu. Lăng nãy giúp bên đây là nãy. Nãy chín bao bà? Chín bao bà? Ủa, đúng không bao nữa. À, thế là Vân là dưới kia. Ô, Vân à? À, đi xuống chỗ anh Vân một tí nhỉ? Đào thạch bà. Đào thạch là lấy thạch cho bà vài thái của bác vừa rồi thì cháu lại có đi thì có mua thêm là một ít thạch. Đấy, sợ là gặp những cái bạn nhỏ nhỏ này này. Này lán hư nãy đi. Bố lán bao cáng đâu. Đấy, bà bảo là ba. Bà còn bảo là không có gì cho cháu. Ờ, vẫn. Ờ, vẫn lên rồi pha. Ờ, vẫn lên rồi nãy. Ờ, làm phép nãy. Ờ, một người mà đã buôn một người bà mà năm nay được 70 tuổi rồi, sống trong một ngôi nhà hầu như là cũng biệt lập luôn. Ở đây thì chắc là thêm một thời gian nữa thì chắc chắn là nhà của mình à nhà của em Vân thì sẽ lo.
em Bình là đi còn không có đi dép luôn cô bác ạ. Một bạn nhỏ mà đi theo lon ton đi, thật ra đi rất là khỏe. Làm gì đấy Vân ơi? Làm gì đấy đấy? Bình là ở nhà là thường hộ mẹ là làm gì không? Hả? Có đi giúp mẹ lấy cỏ không? Giúp. Giúp á? Không biết là đi đường nào đi xuống đây. À Vân thì có vẻ là đang đáp cái bờ ruộng này cô bác ạ, em Vân đấy. Nhà Vân thì không biết là làm bằng mấy cây hay là làm bằng trâu nữa. Thấy trâu thì có khá là nhiều. Một mình em Vân là ra đây là khác tự làm. Ôi anh chào Vân nhá. Hôm nay đi làm có một mình thôi à? Thế vợ không đi cùng à? Vợ chạy đi đâu rồi? Chạy đi bà ngoại á? Nhưng mà có cãi nhau gì không đấy? Không ạ. À không à, thế là đi thăm ngoại đúng không? Vâng. À chứ không phải là chạy đi. Chạy đi rồi. À thế vừa rồi Vân bảo là chạy đi nhà ngoại, anh cứ tưởng là chạy đi nhà ngoại. Cái cuộc sống của các em thì vào cái mùa này cô bác ạ, rất là vất vả. Cái này thì nhà em làm bằng trâu hay là làm bằng gì? Làm bằng máy. Làm bằng máy à? Thế máy này thì mình đi mượn hay là nhà mình tự có? Mượn nhà chú. À, cho anh từ anh gắn cái này một tí. Đấy, mình thì chắc là không có xa lạ gì với đấy. Các bác rồi, à em Vân thì chắc là không xa lạ với các bác rồi. Bạn thân của em Sử và là người mà giúp cho lực chở cái chở vật liệu rất là nhiều. Thế mượn như này thì mình tự đổ dầu chứ? Vâng, mình đổ dầu và mình làm. Là mình đổ dầu à? Vâng. Nhà em là đến tận đâu ruộng ấy? Đến dưới cái máy dưới kia anh. À, tiếp xuống dưới kia à? Vâng. Ừ. Vân thì thế là sau khi Vân lấy vợ thì là bố mẹ chia cho đấy hay là bây giờ vẫn ở với bố mẹ? Bây giờ vẫn ở cùng bố mẹ. Vẫn ở cùng bố mẹ à? Vâng. À, anh tưởng là ra ở riêng rồi. Vâng chưa. Vân thì năm nay được bao nhiêu tuổi đấy nhỉ? Năm nay em được 21 tuổi rồi. À 21 tuổi. Vâng. Ồ thế là đủ đủ tuổi rồi nhỉ? Vâng. Đủ tuổi lập gia đình rất là sớm. Thế vợ có tin mừng gì chưa? Có bé gì chưa? Chưa. Chưa đâu à? Vâng. À. Hôm nọ thì mình có cưới cô bác, thành ra là cháu Lực không có lên được. Hôm nay thì mới lên vào thăm gia đình của mình là một hôm. Cũng gọi là vừa vào thăm mình xong lại vừa vào quay ở trên bản cho các bác xem một thước phim. Thường thường là làm đến tầm mấy giờ thì em về? Làm đến 6 giờ, 6 rưỡi. 6 giờ, 6 rưỡi, 6 giờ tối là về à? Vâng. À, hôm nay thì vừa rồi làm được ở trên kia một thửa à? Vâng. Em vừa đi cùng chú kia cấy về. À, thế là đi mình đi lấy công đúng không? Vâng, mình đi đợi công. À, thế là mới tranh thủ là về sớm thì mình lại ra đây làm. Vâng. Để mà đắp cái bờ ruộng này cô bác ạ, phải nói là đôi tay cũng cực kỳ khỏe thì mới làm được là cả ngày. Cộng thêm đó là rất là đau lưng đúng không ạ? Cứ đến một mùa vụ là sẽ phải làm như thế này để mà nó cải tạo được đất để sang năm sau thì còn có thóc để mà đủ gia đình. Như nhà mình thì vừa rồi vào nhà ấy, mẹ có chia sẻ rằng là được mỗi một vụ là được 50 bao hay là một năm? Của mình á. Của nhà em ấy. Nhà em á. Hả? Tầm 40-45 đấy thôi. À 40-45 thôi à? Vâng. Thế là nếu mà sau này nhà Vân là có bao nhiêu anh em nhỉ? Nhà em có 3 anh em, có 3 có nhiều ấy. Có nhiều em ấy. Nhiều người lắm à? Vâng.
Vừa rồi anh có hỏi thì bảo là có 11 người đúng không? Vâng. Thế là có bao nhiêu người con trai? Có 3 đứa con trai. 3 người con trai à? Vâng. À thế là sau này chia ra thì mỗi người cũng được gần là hơn mười mấy bao một này à? Vâng. Mười mấy bao một chút. Kia là em trai thứ mấy đấy kia? Kia là con thứ 10. À, thế Bình là con thứ 10 à? Vâng. Ồ. Còn một đứa em trai ở trên nhà có. À, vừa rồi anh cũng gặp rồi. À, thế là bây giờ mình là làm nhá, anh lên quanh đi xuống dưới một tí. Vâng. Nhá. À. Anh xin cái mic một chút. Hôm nào rảnh đi xuống chỗ anh chơi nhá. Vâng. Rồi, anh chào nhá. Anh đi đây. Vâng. Em chào anh. Rồi. Đây, hai bạn nhỏ thì đi theo bác ạ. Một tí là sẽ trả công bằng gì nhỉ, Bình nhỉ? Ấy rồi. Đấy, để nhà của em Vân được chỉ được là 11 người con. Bạn gái lớn lớn này năm nay học lớp mấy rồi? Lớp 3. Năm nay học lớp 3 rồi à? À. Đi đường nào ấy? Đi đường bên kia kìa, đi đường bên kia đi. Đi Bình ơi, đi đường bên kia. Bình nhà đi với chú nhỉ? Nhà đi không? Đi. Thế tí chú trả bằng thạch. Ôi chỗ này thì nhìn là một khung cảnh khá là u ám của bác ạ, có cây tre rất là nhiều. Chị gái nói gì đây? Hả? Chị gái bảo gì đây? Buổi chiều hôm nay thì lên thì cho nó cũng có công việc là đi vào nhà của ba anh em mình và em Chùa và em Quỳnh nữa. Thứ nhất thì là thăm gia đình, và thứ hai thì trong thời gian qua thì khi mà cháu Lực ghi hình thì cũng được ba bé là bà có trợ duyên và hỗ trợ cháu Lực, hỗ trợ cho em Quỳnh để mà hỗ trợ cho em Chùa để mà đưa em Chùa đi vào học cấp 3 của bác ạ. Đấy thì cháu Lực cũng đã làm hồ sơ xong mọi cái rồi đấy. Tuy nhiên thì các thầy cô yêu cầu là một số giấy tờ để mà cháu Lực bổ sung hay tiện thể là đi qua thì đi vào nhà của các em là lấy luôn. Ây da. Chạy lon ton đi rất là nhanh. 5 tuổi thì bằng kém em Mạnh nhà hai ông cháu 1 tuổi của bác ạ. Ra phía bên này là nhà mà chú Lực cùng với lại em Sử mua lợn của bác. Ôi làm gì đây? Mấy vật nhỏ làm gì đây? Ôi làm gì đây? Làm gì đây? Không làm gì đâu anh. À, lấy vợ rồi à? Lấy rồi. Ồ đây là vợ à? Vâng. Thanh niên năm nay được bao tuổi lấy vợ rồi? Thì 18 rồi. Được 18 lấy vợ. Thế vợ là sinh năm bao nhiêu? 2009. Ồ, vợ 2009. Lấy vợ sớm quá nhỉ. À, đây có hai bạn nhỏ sinh đôi à? Vâng. Có mấy bạn nhỏ nhỏ ấy. Có lấy thạch không? Ra đây chú cho thạch nhé. Đây, đây nó thang đi. Bạn kia có lấy không? Có lấy thạch á? Bây giờ thanh niên này bảo có lấy thạch này không bác? Sinh đôi à? Vâng. Đây là em đấy chứ? Vâng. À, đây.
Ồ, thế là thanh niên kia là lấy vợ năm 18 tuổi. Vợ là 209 đây. Rồi. Hai bạn nhỏ thì là sinh đôi cô bác ạ. Cầm dao đi đâu đây? Hả? Đây cho bạn nhỏ kia này, ra đây. Đây cho thanh niên kia này. Nhà cấy hết chưa? Chưa. Nhà chưa cấy hết à? Chưa. Rồi. À, Bình này. Đây, Bình thì vừa rồi cũng cho rồi đấy, nhưng mà tuy nhiên là trẻ con mà, nếu cho người khác mà không cho em thì lại không thích. Nấu cơm tối chưa gia đình nhá? Nấu lúc đấy ăn cơm rồi. Ôi rồi ăn cơm rồi á? Vâng. Ồ, bây giờ là 5 giờ rồi, 5 giờ chiều là ăn cơm rồi. Thực sự ra thì cũng có một số cô bác nói rằng là ở trên này thì sống như một vị đại gia ấy, ăn cơm rất là sớm, nhưng mà các bác không có hiểu được rằng là ngày mai lại dậy rất sớm, có thể là từ 4 giờ, 5 giờ đã dậy để mà đi làm công việc rồi. Thế là nhà của em là ở đây à? Vâng. Anh đi vào nhà một tí được không? À, thế vợ là sinh năm 2009 à? 2009 thì được mười mấy rồi nhỉ? 15 rồi à? Ồ. Thế đây là nhà bố mẹ hay là nhà em? Bố mẹ. À, nhà bố mẹ thôi à? Nhưng mà bố mất rồi. Ôi, bố mất rồi á? À? Bố mất cách gần 2 tháng rồi. Ồ, thế là bố mới mất thôi à? Anh đeo cho em một cái mic nhỉ? Đây. Anh đeo vào đây cổ đây. Thay vào trong nhà thì phải nói là cực kỳ tối cô bác ạ. Bây giờ thì cũng chuẩn bị là vào buổi tối rồi. Ôi, nhà thì dùng một bóng đèn đấy thôi à? Vâng. À, thế là cả gia đình mình là sinh hoạt trong một bóng đèn thôi. Hôm nay là ăn cơm ở nhà hay là đi ăn cơm? Ăn cơm ở nhà. Đi ăn cơm ở nhà thôi à? Vâng. À, thế là đây, thế đây là ba người em à? Trừ em Bình ra là ba người em à? Vâng. Ôi, đây là giấy khen của ai nhiều đấy? Của em gái. Của em gái ạ. À? À, đây là một tên hết thôi đây này. Giàng Thị Mao à? Vâng. Giàng Thị Mao, Giàng Thị Mao. Kia là Giàng Xeo Mao. Giàng Xeo Mao à? Dạ. À, Giàng Xeo Mùa. Ồ, thế là để em này. Đâu? Em này tên là Mao à? Mùa. Mùa à? Thế còn bạn tên là Mao thì là ở đâu? Nó đi lấy chồng. À, đi lấy chồng rồi á? Ồ, thế là đây là lâu rồi nhỉ? Xem là từ năm bao nhiêu rồi? Năm 2019 rồi. Ồ, cách đây thì cũng 4, cách đây cũng 5 năm rồi. Em gái lấy chồng từ đâu? Em gái là chị gái? Em gái. Em gái à? Vâng. Đấy, lấy vợ sớm đấy nhỉ? Thế là gia đình mình ai cũng truyền thống là lấy vợ rất là sớm. Thế, cho anh hỏi một chút đấy. Vừa rồi thì em bảo là bố mất đấy. Thì bố là mất lâu rồi à? Mất được 2 tháng. Mất được 2 tháng. Nhưng mà bố này là bố mình là mất là có đến tuổi hay là như nào? Kiểu như ốm rượu. À, là bị gan à? Ồ, thế là bố là uống rượu nhiều hay là bị gan? À. Đây vừa rồi thì được 2 tháng thôi á. Được 2 tháng. Dưới được 2 tháng dưới, thế là cũng mới. Thế là còn đây là thêm là mấy bạn nhỏ này nữa. Mấy bạn nhỏ này. Ồ, thế là bố mất cũng khá là sớm các bác ạ. Đây một người và hai bạn là sinh đôi nữa. Mẹ hôm nay đâu rồi? Mẹ đi giặt quần áo. Mẹ đi giặt quần áo à? Thế là cái giường này là ai ngủ đây đấy? Giường này là Mùa. Mùa à? Thế giường này là em trai ngủ đây à? Tối ngủ đây một mình hay là ngủ với ai? Ngủ một mình thôi á? Ồ, thế là tự một mình là ngủ một cái giường này à? Giường này thì có vẻ như là làm từ rất là lâu rồi cô bác. Làm lâu. Ồ, thế là cũng như những cái tấm ván gỗ thôi nhỉ? Hoàn toàn là những tấm ván gỗ thôi. Rồi, hầu như là vào nhà của em mình cũng thế. Vào của nhà em Vân cũng thế cô bác. Vào của nhà bạn này. Bạn này em thì tên là gì? Lành. Tên là Lành à? Hay là của nhà em Lành cũng thế mà
ở trong nhà thì hầu như là không có những cái vật dụng gì giá trị cả, ngoài những con xe máy mà để ngoài cả. Xe máy thì phải nói là một cái phương tiện mà giúp cho người chủ sở hữu được rất là nhiều cái công việc đấy, nhưng mà lúc đấy thì các em phải đi làm rất là nhiều và thậm chí là còn phải bán trâu gia đình của mình để đi nữa. Nên là anh nhìn thấy là đây là chỗ này là chỗ bếp à? Ồ, đây đây là canh rau bí à? À đây là cơm, đây là chắc là cơm dư thôi nhỉ? Cơm này thì còn ăn được không? Không. À cơm này thì không ăn à? Thế là canh này thì vẫn còn ăn chứ? Canh này à, canh này vẫn còn ăn. Canh này thì buổi sáng nấu hay là buổi tối nay nấu rồi? Buổi tối này. Buổi tối nay á? Ôi chó, thế là anh cảm ơn nhá. Thôi anh đi về đây nhá. Đây, anh chúc là hai vợ chồng là hạnh phúc nhá. Bao giờ cưới thì nhớ bảo anh nhá. Mình đi về thôi nhỉ? Hay có em dẫn đường này. Đấy, hai bạn nhỏ này thì năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? Được 4 tuổi. Được 4 tuổi thôi à? À được 5 tuổi à? Thế bạn này thì được 5 tuổi. Thế là mà mình tên là gì? Hả? Cháu. Tên là Như à? Thế còn bạn này tên là gì? Tên là Như. Tên là Rong. Rong à? Như với Rong à? Không, à. Nhung với Rong. À Nhung với Rong. Ồ. Đấy, hầu như là mặc đồ đôi này có bác này, quần đôi, giấy đôi này, với lại áo đôi nữa. Bye bye nhá. Bye bye. Bye bye. Rồi. Thanh niên này cũng được có giấy khen đấy nhá. Năm nay học lớp mấy rồi? Lớp 5. Năm nay học lớp 5 à? À. Bẻ cổ áo xuống này. Ôi chó nhiều đấy, có sợ không? Không. Đi, đi đường kia đi. Đây là chuẩn bị là băm rau lợn à? Ồ. Đấy, chó này. Hầu như là vào. À đây là vợ của thanh niên kia à? Không ạ. À, à vợ của cái Tánh. À Tánh à. À dưới đây có một cái ngôi nhà xây, có phải nhà em không? À, dưới này có một cái ngôi nhà cháu Lực nhìn thấy là xây bằng nhà xây của bác ạ, ngôi nhà này ấy. Ê, đây thì gặp thêm là mấy bạn nhỏ nữa này. Ê, chạy đi về rồi. Hai ra bên này thì nhìn một cái khung cảnh nhà rất là đẹp. Chăn trâu à? Hả? Có ăn thạch không? Ôi, đây thì hiện tại là đang có khá là đông các bác ạ. Chắc là cháu Lực sẽ phải phát thạch để cho hết thôi. Có ai ăn thạch không? Hả? Có bạn nào ăn thạch không? Ra đây. Cả mấy bạn sinh đôi kia nữa ra đây. Chia cho còn một ít thạch này. Kia có một bạn nhỏ nhỏ nữa nhỉ? Gọi ra đây lấy thạch đi. Nào ra đây. Nó nào. Ra đây. Nó thẳng. Đấy ngồi xuống đây. Ngồi đây. Đấy ngồi đây. Rồi đây. Đấy chú cho này. Đấy ngồi xuống. Chú cho thạch này. Hai chị em à? Vừa rồi mấy bạn kia là được rồi thì cho mỗi người là một con nhỉ? Đây ngồi xuống. Chú cho này, cho thêm này. Đấy. Nào Bình. Còn là một chút cho nên là cháu Lực sẽ chia cho nốt. Rồi xin chú. Nào thanh niên kia. Rồi. Đây thì còn thêm là vài cái nữa. Ui cháu to đấy nhở. Đây cho hai bạn kia này. Đây em gái. Rồi cho cả em đấy nhá. Đi chăn trâu à? Hai chị em đi chăn trâu à? Ồ thế là vừa đi chăn trâu là vừa bế lên cả, bế thêm cả em nữa. Ui chó.
Nói thật là mỗi lần mà đi vào trong bản thì cháu Lực rất là sợ chó của bác ạ. Hầu như là chó nào cũng không có xích đâu. Đây, khá là đông bạn này. Bye bye nhá. Bye bye. Bye bye. À, Bình đi thôi. Bình có đi nữa không? Đi. Đi với chú tiếp đi nhá. Bình thì dẫn đường của bác ạ. Đây, bây giờ thì cháu Lực xé vòng ra bên kia xong là lên trên nhà của ba anh em để mà cháu Lực lấy thêm là một số giấy tờ của em chùa đúng không bác. Đây, bây giờ thì đang đến cái mùa vụ mà của bà con vùng cao ấy, thấy là thở nương thở ruộng nào cũng có người là ở trong tấp nập là chuẩn bị cho một cái mùa vụ mới. Đây, còn tít xuống dưới phần dưới kia thì đang có những cái thở ruộng mà chuẩn bị có những cái bông lúa vàng sẽ chuyển ra một cái màu tô lên một cái điểm mà tô lên một cái khu bản làng như một cái màu vàng luôn cô bác. Trong tầm độ tầm vài tháng nữa thôi thì sẽ có rất là nhiều những cái thở ruộng mà nó chín chuyển sang một cái mùa vụ màu vàng, giống như là một cái mỏ vàng của bác ạ, một cái mảnh mà chứa toàn vàng luôn. Và cảm ơn các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở sống tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác.